Hôm nay sẽ nói về một cái phần đó là chìa khóa thành công. Ở cái chương 1 thì nó là cái chương rất hay, chứng minh năng lực bản thân. Nhân viên tập sự muốn chứng minh được năng lực của bản thân. Cái vòng thứ 1 là vòng thử sức. Tình huống đây là hoàn cảnh của một nhân viên mới. Các đồng nghiệp, các thâm niên trong phòng thường hay nhờ người này làm việc lặt vặt. Bởi do cá thể nghỉ thì còn phải cần nhờ vả vào các bậc đàn anh đàn chị bảo an trong công việc nên anh ta luôn giúp đỡ họ tận tình. Vì vậy anh ta thường xuyên phải ở lại công ty để hoàn thành các phần việc của riêng mình và nên bị trưởng phòng đánh giá thấp. Anh ta nên làm gì để giải quyết tình trạng này? Giải pháp của thí sinh Trần Tiến Dũng là đầu tiên tôi sẽ vẫn vui vẻ chấp nhận để nâng cao hiểu biết của mình, sau đó sẽ gặp chị trưởng phòng và khéo léo chia sẻ với chị ấy hoàn cảnh của tôi. Các chị ấy sẽ vui vẻ thu xếp để tôi có thể tập trung làm những phần việc của chính mình. Tôi sẽ biết công việc nào là cần ưu tiên và tôi sẽ dần dần từ chối khéo léo những cái công việc lặt vặt. Giám khảo Phạm Hồng Anh, bạn sẽ từ chối khéo như thế nào? Trong tình huống đó tôi sẽ nói vâng, tôi đang bận chút việc, anh cứ để đó, tôi sẽ làm sau. Còn nếu anh muốn nhanh thì anh có thể tự làm việc đó. Đồng thời, đôi khi tăng cường giao lưu với các đồng nghiệp để cho họ hiểu mình hơn và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc. Giám khảo Thái Quốc Minh, thật ra mọi người đều nghĩ là nhân viên mới nào thì cũng chưa đủ năng lực để làm việc chính, mới chỉ đủ sức để làm những việc vặt thôi. Bạn là nhân viên mới thì cần để cho mọi người trong phòng đối xử tốt với bạn. Nếu bạn làm thế, họ sẽ nghĩ rằng bạn đang đầu gấu mới vào phòng thì sao? Trong quá trình giao lưu ngoài giờ đối với các đồng nghiệp, dần dần họ sẽ có được sự đồng cảm, hiểu thêm về tôi, rồi họ sẽ không nghĩ tôi chưa biết làm gì. Giám khảo Huỳnh Bửu Sơn, với nhân viên mới bạn có sai vặt họ không? Nó là không. Tôi chỉ tìm cách giúp họ làm quen với công việc mới. Vậy theo bạn thì việc mà bạn bị sai vặt là sai, là không hợp lý đúng không? Bạn nên có những cái ứng xử dứt khoát ngay từ ban đầu, chứ không phải không nên đi nói với trưởng phòng và gần như là đi tố giác rằng mình hay bị sai vặt. Trưởng phòng là người có kinh nghiệm lâu năm nên có thể hiểu và xử lý vụ đó. Có sự giao lưu giữa tôi và các đồng nghiệp và họ là những người đi trước nên họ sẽ hiểu điều đó. Tình huống thứ hai, công việc trong một tháng của nhân viên tập sự là pha chè, photo, đọc những tài liệu liên quan đến công ty. Cô ta rất chán nản vì không được bắt tay vào những công việc chính. Vừa lúc đó cô ta nhận được một thư mời sang thử làm việc ở công ty khác với vị trí tương đương. Tuy nhiên, một đồng nghiệp khuyên cô ta nên kiên nhẫn vì ai vào công ty cũng sẽ trải qua những giai đoạn đó. Người nhân viên tập sự này sẽ xử lý như thế nào? Giải pháp của thí sinh Hồng Nhung, lúc mới vào làm thì tôi thử trao đổi với người phỏng vấn và biết công việc chính là gì và ai sẽ quản lý mình. Trong công việc, tôi sẽ luôn cởi mở với mọi người để cho họ biết mình là người không ngại khó, không ngại khổ. Vì khi tập sự là vừa học vừa làm, nếu thấy được những việc làm của mình không có hiệu quả, tôi sẽ đi gặp sếp để nói rõ vấn đề. Tôi đã được tuyển vào đây một tháng rồi nhưng vẫn chưa được giao việc. Sau những nỗ lực như vậy mà vẫn không có hiệu quả thì tôi sẵn sàng ra đi. Giám khảo Huỳnh Bửu Sơn, có những người mà cho rằng khi tập sự công việc nhàn mà vẫn nhận được lương, tội gì phải đi tập sự những chỗ khác, bạn nghĩ sao? Đó là khi làm nhàn như vậy thì năng lực không được nâng cao. Chỉ qua là những công việc họ được cọ xát mới nâng cao được năng lực của mình. Giám khảo Phạm Hồng Hải, theo bạn thì mình có nên tìm hiểu ý định của nhà tuyển dụng? Có thể họ cho bạn làm những việc vặt chán đi để họ thử thách bạn thì sao? Tất nhiên nên tìm hiểu và tôi nghĩ họ không khờ đến nỗi tuyển mình vào làm lại để cho mình chán nản và ra đi. Công ty mới cũng chỉ mời bạn đến thử việc mà thôi. Nhưng nếu ngay bây giờ họ hứa hẹn sẽ cho bạn làm nhân viên chính thức với mức lương cao, công việc nhiều hơn thì bạn nghĩ như thế nào?
thí sinh trả lời là vì tôi là nhân viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, họ cũng chưa biết tôi như thế nào mà lại hứa trước như vậy, cho rằng là rất đáng ngờ, tôi sẽ điều tra xem thế nào ạ. Giám khảo Thái Quốc Minh, có thể họ chưa giao việc vì muốn thử thách lòng kiên nhẫn của bạn. Liệu trong tháng đó bạn có nên tìm hiểu rõ văn hóa công ty về cách sử dụng nhân lực để có cách ứng xử phù hợp? Như ban đầu tôi đã nhấn mạnh, vì quá trình tập sự của mình, tôi sẽ vừa học vừa làm, thể hiện tinh thần học thần học hỏi, cởi mở giao tiếp của các đồng nghiệp trong công ty. Nhận xét đánh giá của ban giám khảo, phòng dự thi của Trần Tiến Dũng, giám khảo Huỳnh Bửu Sơn, thái độ tương đối khéo léo, ứng xử với đồng nghiệp kiên trì, xử lý các tình huống với mục tiêu giữ mối quan hệ. Nhưng có một nguyên tắc là các bạn nên giải quyết công việc của mình trước rồi mới đi giúp đỡ người khác. Giám khảo Phạm Hồng Hải, theo tôi, phòng thi của Dũng khó hơn. Trong trường hợp này, bạn chưa đưa ra được một phương án hợp lý. Nghĩa là làm trong bất kỳ doanh nghiệp nào thì bạn cũng phải thể hiện cái cá tính của mình, không nên nhờ cậy đến sự giúp đỡ của trưởng phòng. Giám khảo Thái Quốc Minh, bạn đồng ý, tôi đồng ý với ý kiến của anh Hải. Tôi nghĩ rằng lúc trẻ, khi mà vừa mới vào địa vị thì chưa chắc tôi có thể đưa ra được những phương án xử lý tốt hơn. Nhưng theo tôi nghĩ, trong môi trường văn hóa công sở, các bạn sẽ được học hỏi nhiều điều và cũng nên tự giải quyết các vấn đề mà không cần sự giúp đỡ của trưởng phòng. Phần dự thi của Hồng Nhung, giám khảo Huỳnh Bửu Sơn, tuy là phụ nữ nhưng bạn Nhung lại có cách xử lý tình huống rất tích cực, đồng thời có thái độ rất quyết đoán và sẵn sàng chọn một nơi phù hợp. Nếu như nhà tuyển dụng không sử dụng đúng năng lực của mình, giám khảo Thái Quốc Minh, tôi cảm thấy bạn phân tích đúng theo nghề nghiệp, nhưng bạn nên quan tâm đến văn hóa công ty, sao cho mọi người hiểu mình, cũng như là mình hiểu mọi người. Tôi đánh giá cao sự diễn đạt của bạn. Vòng 2 đó là vòng so tài. Tình huống 1, một nhân viên đã làm việc được 6 tháng, trưởng phòng áp dụng chế độ quản lý theo kiểu mệnh lệnh, nên mọi việc dù nhỏ nhất, nhân viên này cũng không được chủ động và do đó sẽ gặp nhiều khó khăn cũng như áp lực. Nhân viên này sẽ thuyết phục trưởng phòng như thế nào để có thể làm việc độc lập và hiệu quả hơn. Hồng Nhung, em chào anh, em có thể nói chuyện với anh được không? Tất cả các công việc của anh giao cho em, anh đều chỉ dẫn, sửa đổi rất chi tiết. Em thấy anh đã tốn thời gian vì em rất nhiều. Và sau 6 tháng, em cũng đã học hỏi được nhiều điều từ anh, một số kinh nghiệm. Vì vậy, em nghĩ trong thời gian tới, em sẽ xin anh cho em tự chuẩn bị kế hoạch thực hiện, rồi sau đó đưa cho anh kiểm tra. Nếu kế hoạch đó anh duyệt thì em sẽ tiến hành và sau đó sẽ hoàn thành. Em sẽ đưa cho anh để kiểm tra. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian của anh và em hứa là vẫn đảm bảo tính sáng tạo mà anh luôn khuyến khích tụi em. Vậy là cô muốn làm việc độc lập chứ gì? Ở công ty này thì anh Hùng, chị Lam, chị Cúc làm việc được 1-2 năm vững rồi, còn anh mới cho làm độc lập đấy. Em cũng là nhân viên mới, làm được 6 tháng thì cứ từ từ, việc gì phải bộ như thế. Trong vòng 6 tháng em cũng đã học hỏi được một chút và cũng hiểu được những ý tưởng của anh rồi ạ. Mà em cũng làm xong bản kế hoạch đưa để anh kiểm tra chứ đâu phải giám quyết một mình. Sếp quyết nói thế thì anh vẫn là chính đúng không? Vậy thì em cần phải chủ động. Trước đây em cứ làm một chút rồi anh lại sửa một chút thì làm mất đi tính chủ động sáng tạo của em, mà còn làm mất đi thời gian của anh rất nhiều. Sếp quyết thì tháng trước anh vừa mới sửa mấy lỗi trong bản báo cáo của em còn gì? Vâng, chính vì em cứ làm một chút rồi lại đưa cho anh sửa, nó mới dẫn đến những việc sai sót như thế. Sếp quyết, em là con gái, cứ để cho anh và mọi người hướng dẫn cho, việc gì phải làm cho khổ. Chị Lan, chị Bình còn làm được như thế, cũng chi là em còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Sếp quyết, chính vì em trẻ nên cần phải trưởng thành từ từ, chứ không phải trưởng thành nhanh. Nhưng em còn phải làm tất cả mọi thứ một mình đó ạ. Em phải làm một phần rồi lại mang đến cho anh Việt mà. Sếp quyết,
Nếu thế thì tôi sẽ để cho cô chủ động tất cả, nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả mà cô gây ra đâu. Vâng, em sẽ chịu trách nhiệm chính, vì vậy em sẽ cẩn thận hơn. Nhưng em mới làm việc ở đây được 6 tháng, nên em cần phải học hỏi nhiều. Thế bây giờ ai là người chịu trách nhiệm đây? Công việc anh giao cho em thì cả hai bên cùng chịu trách nhiệm chứ à? Ừ, công việc của cô muốn chủ động, nhưng anh lại phải chịu trách nhiệm. Thế thì thôi, để anh suy nghĩ lại rồi sẽ thông báo với em nhé. Vâng ạ. À, thôi anh cứ quyết luôn cho em đi ạ. À, thôi được. Nguyễn Tiến Dũng, anh ơi, à, em muốn trình bày với anh vấn đề này ạ. À, em rất thích công việc này, nhưng trong công việc của em thì không được chủ động cho lắm, thường thì phải làm những việc lặt vặt, vì vậy em muốn xin anh. Nghĩa là cậu muốn làm những công việc cụ thể hơn, chủ động hơn, độc lập hơn, đúng không? Nhưng cậu Bình, cậu Thắng vào làm việc trước cậu 1-2 năm, bây giờ mới chủ động được. Còn mấy người giống cậu thì chủ động làm gì? Vì vấn đề chính là lợi ích công ty. Nếu em không làm được việc thì việc chủ động thì ảnh hưởng đến lợi ích của công ty anh ạ. À, lợi ích của công ty là do tôi và ban giám đốc chịu trách nhiệm, chứ cần gì cậu. Không, nếu em nghĩ thế thì em đã không còn là nhân viên của công ty nữa. Em muốn mình phải gánh vác được những trách nhiệm đó. Ừ, nhưng tôi cũng mới phải sửa mấy cái lỗi trong bản báo cáo tháng trước của cậu mà vẫn còn nhầm lẫn, chưa tự làm được đâu. Vâng, chính vì có quá nhiều công việc chen ngang vào nên em mới làm sai chứ à. Nên em muốn dứt điểm trong tháng này, rồi anh sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Hồi mình đi làm cũng thế, cứ có người kèm cặp là tốt nhất. Nếu thế thì không trưởng thành nhanh được đâu. Không, anh vẫn phải dìu dắt em từ trước đến giờ mà. Này, bây giờ mình hỏi thật cậu nhé. Nếu để cho cậu chủ động mà ảnh hưởng đến lợi ích công ty thì ai chịu? Tất nhiên là em sẽ chịu trách nhiệm với những công việc mà em đã làm. Những tình huống khó khăn, em vẫn có thể xin ý kiến của anh, và em luôn update thông tin cho anh về những công việc của mình. Nghĩa là mình vẫn chịu trách nhiệm ạ. À, nhưng đây là công việc giao cho hai anh em mình. Nếu công việc dẫn đến sự tổn thất thì nghĩa là chúng ta chưa hợp tác tốt với nhau để đưa ra những phương án hợp lý. Cậu để tớ xin ý kiến của ban giám đốc đã nhé. Em nghĩ là việc này anh có thể tự quyết định được. Cậu nghĩ là tớ tự quyết định được à? Vâng ạ. À, thế thì mình quyết định. Cảm ơn cậu nhé. Nhận xét của ban giám khảo. À, giám khảo Huỳnh Bửu Sơn, kịch bản của Nhung đưa ra là để xin được chủ động không rõ ràng lắm. Việc bạn muốn phát huy khả năng sáng tạo ở đây là nói rõ là sự chủ động. Chủ động và sáng tạo cũng có sự khác biệt. Còn bạn Dũng thì hơi lung túng, nên khi đặt vấn đề thì chính sếp Swift cũng không hiểu bạn đang muốn nói gì. Giám khảo Hồng Hải, Phạm Hồng Hải, cả hai bạn đều chưa chưa đi đến cái đích cuối cùng. Độc lập là tiêu chí, mục đích rõ ràng trong doanh nghiệp, và điều đó cũng vô cùng cần thiết đối với việc phát triển năng lực của một cá nhân. Giám khảo Thái Quốc Minh, để thuyết phục siêu quyết thì các bạn còn phải dựa vào bốn ý sau. Thứ nhất, với một công ty thường 1 đến 2 năm, các nhân viên mới có thể làm việc độc lập được. Bạn mới vào công ty có 6 tháng mà muốn làm việc độc lập thì bạn phải chứng minh cho họ thấy mình là một thành viên có khả năng đột phá trong công việc. Thứ hai, bạn phải cho họ thấy chúng tôi trẻ nhưng chúng tôi có năng lực, có nhiệt tình. Chúng tôi tiếp thu những thiếu sót sai lầm một cách hiệu quả, nhưng phải cho thấy rõ cái quá trình rút kinh nghiệm ấy hiệu quả như thế nào. Thứ ba, nên thận trọng trong việc đưa ra những nhận xét về quản lý, về cách quản lý của sếp. Đây là những vấn đề hết sức tế nhị. Thứ tư, bạn phải sẵn sàng trong việc tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động trong công việc của mình. Trong công việc của mình. Như vậy là kết thúc cái phần mà tình huống thứ nhất tại đây. Đó là tình huống nhân viên sự thử việc được 6 tháng và trưởng phòng áp dụng chế độ theo kiểu mệnh lệnh không hợp lý.